tại vì kiểu chị đâu. Cô. Sao đấy? Mất tiền hay mất điện thoại à? Sao? Trải ơi! Này! Sao đấy? Buồn ngủ. Mày thích bị cắm sừng lắm à? Yes. Mày không dám nói với nó ấy, thì để thằng Tả này nói. Cái cu làm thế là không được. Chẳng ai gian gian díu díu mập mờ với một thằng khác, lại còn trước mặt mày. Dù sao ấy, mày cũng là chồng chưa cưới của nó. Nhưng mà Pu chưa từng thích tao. Không cần phải thích. Nó đã hứa với mày rồi thì nó phải làm. Mày bỏ bạn, bỏ anh em, bỏ bạn bè, xuống phố chỉ vì nó. Mày hy sinh tất cả mọi thứ vì nó. Nó không thể phụ bạc với mày được. Nào. Đi đâu? Tao đi tìm với Pu. Tao phải nói cho nó biết. Đừng tưởng vừa mới xuống thành phố mà đã quên mất mình là ai. Rách áo. Đừng có mà làm thế. Là tao tự nguyện xuống đây. Nhờ xuống đây ấy, tao mới mở mang được nhiều thứ. Mày nghĩ mà xem, giờ tao lo cho thân tao, lo cho bố tao còn khó, thì làm sao tao lo nổi cho cái Pu. Với cả hiện tại, tao cũng chẳng có tư cách gì để giữ Pu cả. Nhưng mà tao nghĩ là... Tao biết là mày lo lắng cho tao. Mày là bạn thân tao và là anh em tốt của tao. Tao tin là mọi chuyện sẽ khá lên thôi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ khá lên thôi.